Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thác và bảo vệ các nguồn tài nguyên một cách kinh tế và hiệu quả hơn, giảm lượng chất thải và bảo vệ môi trường cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua được khó khăn. Đây cũng chính là kinh doanh có trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Trong bối cảnh dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thì giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua được khó khăn chính là kinh doanh có trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, hướng tới việc khai thác và bảo vệ các nguồn tài nguyên một cách kinh tế và hiệu quả hơn, giảm lượng chất thải và bảo vệ môi trường. Trong quá trình hoạt động, Co-op với tôi chỉ là luôn hướng đến cộng đồng xã hội và vì lợi ích người tiêu dùng. Thì chúng tôi cũng đã, trong những quá trình hoạt động, chúng tôi cũng đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa làm sao để đảm bảo nguồn cung. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham gia bình ổn thị trường, làm sao để đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ với cái mức giá bình ổn. Ngoài ra thì với cái việc là chung tay cùng bảo vệ với môi trường thì Co-op cũng đã khuyến khích khách hàng sử dụng túi môi trường dùng nhiều lần thay cho cái bao bì ni lông thông thường. Với cái tôn chỉ mà mình hướng đến quyền lợi người tiêu dùng thì cũng được người tiêu dùng ủng hộ rất là nhiều. Với cái người tiêu dùng khi đến với siêu thị an tâm về cái chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và người tiêu dùng cũng là rất là ủng hộ đối với những cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường mà siêu thị cũng đang kinh doanh. Có nhiều cách để hiểu về tiêu dùng bền vững, tuy nhiên, hiểu một cách tổng quát nhất đó là sử dụng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của con người, trong khi giảm thiểu tối đa việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các nguyên liệu độc hại, phát thải các chất ô nhiễm, đồng thời không gây nguy hại cho các thế hệ tương lai. Tiêu dùng bền vững với doanh nghiệp là sản xuất, kinh doanh sản phẩm bền vững, thân thiện với môi trường, tạo lợi thế cạnh tranh dựa trên các sản phẩm bền vững, phát động các chiến dịch tiêu dùng bền vững. Còn người tiêu dùng, họ có quyền lựa chọn, yêu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thể hiện tác động xã hội và môi trường tốt hơn. Người tiêu dùng bây giờ người ta rất là khắt khe và người ta cũng cân nhắc để người ta đưa ra cái sự lựa chọn. Chọn đối tác nào, chọn cái nhà cung ứng nào, chọn cái loại thực phẩm nào, nó vừa phù hợp túi tiền, nó đảm bảo được cái an toàn vệ sinh thực phẩm để mà đảm bảo được cái giá trị dinh dưỡng. Thì nó cũng nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các cái nhà cung ứng. Để thực thi quyền của người tiêu dùng có hiệu quả, các doanh nghiệp cũng cần hưởng ứng kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững, hướng tới lợi ích xã hội nhiều hơn nữa. Trong đó ưu tiên sản xuất kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường, nâng cao sức khỏe của người tiêu dùng trong trạng thái bình thường mới. Tôi là kinh doanh về ngành lốp ô tô, cho nên tôi mới nảy ra một cái ý là khi mà khách hàng tới thay lốp, thì việc đầu tiên là tôi cho họ nhận thức cái việc chống rác thải nhựa bằng cách là tặng cho họ cái chai thủy tinh để họ sử dụng và họ bỏ trên xe. Thì qua những cái việc làm đó thì tôi thấy là khách hàng họ rất là thích và rất là quý và họ từ cái việc đó nó lan tỏa ra. Tại thành phố Đà Nẵng, thực hiện chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm từ 5 đến 10% mức tiêu hao nguyên vật liệu của các ngành sản xuất. 100% khu cụm công nghiệp làng nghề được nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đặc biệt là 100% siêu thị, trung tâm thương mại tại Đà Nẵng sẽ sử dụng các bao bì thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy. Để thực hiện được mục tiêu này, quan điểm và dự định về sản xuất và tiêu dùng bền vững của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều đóng vai trò hết sức quan trọng.